Thưa sư cho con hỏi rằng trong Phật giáo có nói về 50 hiện tượng ngũ ấm ma không? Chắc có lẽ là kiến thức của sư vẫn còn kém, cho nên sư không biết 50 hiện tượng ngũ ấm ma là cái gì. Và nhắc cái ngũ ấm thì sư mới nhớ, ở trong bài kinh chuyển pháp luân á, nó có định nghĩa về khổ. Thì ở trong Phật giáo và phát triển có cái câu là ngũ ấm xí thành khổ. Thì chắc có lẽ là quý vị nghe quý vị cũng không hiểu là cái gì. Mà quý vị chỉ đơn giản hiểu là cái đó là bản nó bị dịch sai. Thì thành ra dịch đúng có khi mình còn hiểu xính dính, nên nói chỉ dịch sai không hiểu là đúng rồi. Cái bản gốc á, cái bản Pali gốc á, Thế Tôn nói là năm, tóm lại hễ còn có năm uẩn là khổ. Mà từ tóm lại còn năm uẩn là khổ mà đi đến ngũ ấm xí thành khổ thì sư cô không hiểu tại sao mà ra được tới phiên bản đó. Bởi vì á, ban đầu là từ Pali thì được một số vị dịch qua cái tiếng Sanskrit, tức là tiếng Bắc Phạn á, rồi từ Sanskrit dịch qua tiếng Hán, rồi từ Hán dịch qua Việt. Thì quý vị biết là nó đi qua mấy lớp như thế, cái chuyện mà bị lệch, nó bị sai lệch thì cái chuyện nó khó tránh khỏi lắm. Mà cái bản gốc Pali thì chỉ đơn giản là tóm lại có năm uẩn là khổ. Rồi đó là thứ nhất. Cái thứ hai á, là nhắc về mấy con số. Mặc dù sư rất thích tăng chi, tức là chương có một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, vân vân, sư rất thích tăng chi, mà sư rất ngại mấy con số. Tại vì sư thấy mấy con số nó không có hấp dẫn. Ví dụ như bây giờ nói tâm dục giới thì có bao nhiêu tâm, rồi tâm sở có bao nhiêu tâm sở, rồi các thứ. Ngay cả, xin thưa là ngay cả cái này nè, bây giờ nói là năm uẩn đi. Gọi là năm uẩn mà nó trói buộc con người để mà chúng ta khổ á, thì nó có bao nhiêu hiện tượng. Mà nếu như quý vị chịu khó ngồi liệt kê thì chắc cũng được 50 á. Nhưng mà sư phải nói là sư lười thống kê cái kiểu đó. Thành ra là sư không nói cái vụ 50 này là nó sai, mà nó chỉ đơn giản là thường các vị sau này á, có khuynh hướng là tập trung gom các pháp lại đó, rồi phải nói là cũng chịu khó ngồi đếm. Chứ còn sư là sư ngại cái vụ đếm lắm. Thí dụ như quý vị hỏi cái ngũ uẩn này á, mà nó có những cái tác hại gì, những ảnh hưởng gì, thì sư có thể ngồi sư kể. Mà sư ngồi kể một thì quý vị suy ra năm món kia thôi. Thứ nhất là nó mang ý nghĩa nó thiêu đốt. Trong cái bài kinh như bài kinh lửa, Đức Thế Tôn thuyết cho ba vị Kassapa ở rừng thờ thần lửa, tức là gì? Mắt bị thiêu đốt này các tỷ kheo, tai bị thiêu đốt này các tỷ kheo, mũi bị thiêu đốt này các tỷ kheo, lưỡi bị thiêu đốt này các tỷ kheo, thân bị thiêu đốt này các tỷ kheo, ý bị thiêu đốt bởi các này, ý bị thiêu đốt này các tỷ kheo. Thế nào là mắt bị thiêu đốt? Khi mắt nhìn thấy cảnh sắc, khả ý khả ái, tham ái sanh khởi, khi đó mắt bị thiêu đốt. Rồi khi mắt nhìn thấy cảnh sắc không vừa ý thì sân sanh khởi, đó là khi đó mắt bị thiêu đốt. Thì như vậy đó là chúng ta thấy là nó được có cái hai pháp rồi đó. Một cái mắt được hai pháp rồi, thì hai mà nhân cho năm nó ra được 10. Ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Rồi nó nói về sắc, nói về sắc pháp. Thì đó, sắc pháp mà quý vị nhân cho năm cái giác quan vật chất nha, làm được năm. Mà năm cái đó mà nhân cho hai cái trạng thái tham và sân nữa là quý vị ra 10 chưa?
là 10 chưa? Thọ, nếu mà mình cũng tính cái kiểu đó đó, cũng cho 5 cái giác quan, nhân cho 2 thì phải ra 10 nữa chưa? Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi cái là 10 thì 5 cái là 50. À, sư thì sư ngại ba cái vụ mà thống kê mấy con số. Nhưng nếu thống kê kiểu đó thì mình còn có nhiều cách nữa để mình thống kê ra những cái con số khác lắm. À, cho nên là hiểu thì nắm cái tương đối cái ý là như vậy được rồi ha.